Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng nè. À mà mới hôm nay hết Tết rồi nhưng mà Thắng quên chưa hỏi các bạn là các bạn tổng kết lì xì, các bạn được bao nhiêu tiền lì xì thì các bạn nhớ comment để cho mình biết nha. Chứ mình ấy chả được một đồng nào lì xì cả. Người ta vào nhà mình chơi cứ hỏi là năm nay anh Thắng sắp lấy vợ chưa. Nghe gì cả, mình lớn rồi mình vẫn thích người ta lì xì cơ. Rồi, các bạn nhớ comment cái tiền lì xì để cho mình xem nữa nha. Và hôm nay thì Thắng sẽ tiếp tục với cái Surly Game giải cứu em trai. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like và một đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều động lực giải video tiếp theo. Còn bây giờ thì let's go. Wow, hôm nay Thắng được tặng cái skin này. Skin này cái bộ quần áo kiểu như là cái bộ quần áo của con cừu sao ấy. Rồi lấy luôn, sử dụng luôn. Đó. Nhìn buồn cười dã man. Được tặng cả vàng này. Lấy luôn vàng. Nhưng mà Thắng lười điểm danh lắm các bạn ạ. Thôi không lấy đâu. Wow. Ôi, nhưng mà cái skin này chẳng đẹp gì. Thắng sẽ đổi cái skin của em trai. À các bạn ơi, những cái người mà mình cứu đây này thì sẽ là cái skin của mình này. Đó, mình cứu được thì cái skin này nó sẽ thuộc về mình. Mình sẽ chọn cái skin nào ta? Mình sẽ chọn một cái thằng em trai khác các bạn ạ. Mình sẽ chọn cái thằng em trai này đi. Đó, em trai tóc màu da cam, quần áo màu da cam. Nhưng mà chắc là bọn này nó cũng nghịch như nhau các bạn ơi. Ê, phải mua, trời ơi, phải mua nè. Mình cứ tưởng là nó cho không mình cơ, hóa ra là mình phải mua nè. Ôi, cái thằng em trai mặc định của mình đâu rồi? Cái thằng em trai mặc định của mình đâu rồi? Trời ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã đổi được cái skin của thằng em trai rồi. Nói mấy cái skin kia mình chả thấy đẹp gì mà người ta cứ bắt mình mua bao nhiêu tiền luôn. Rồi, bắt đầu nha. Wow, mình đã chơi được cái level 91 rồi nè. Chẳng qua là Tết rồi mình lười chơi chứ không là mình sẽ phải level 100 máu nhiều rồi, 300 máu nhiều, 200 máu nhiều ấy. Ok, mình sẽ chơi thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh để có thật nhiều level. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái tên vệ sĩ này rơi xuống này. Đó, bắn chết con cá sấu. Rồi cho cái quả bom này rơi xuống vệ sĩ. Đó, rồi sau đó mình chạy xuống này. Đó, nhảy qua sông và chạy ra cái cánh cửa exit. Lô Thanh, có cái cưa này, cho con gấu cắn thằng vệ sĩ. Đó, xong rồi cho cái cưa này rơi trúng con gấu. Đó, sau đó mình nhảy xuống này. Thấy chưa, mình nhảy xuống các bạn ơi. Thế là mình đã qua. Tiếp tục sang màn tiếp theo. Wow, tên vệ sĩ mới nè. Tên vệ sĩ mới là còn bộ quần áo mới nữa chứ. Tay cầm cái kiếm hay là cái gì? Hay là phi tiêu nhỉ? Mình sẽ cho cái tên này rơi xuống. Đó, bắt đầu mình cắt cái dây này. Và cắt cái dây này cho em trai đi sang bên này và chạy ra khỏi cửa. Có cái hình tròn tròn bánh răng này. Mình sẽ cắt cái hình tròn bánh răng này rơi vào cái tên vệ sĩ. Không biết cái tên vệ sĩ này nó sử dụng vũ khí gì nhỉ? Mình chưa từng thấy. Mình chưa nhìn thấy cái tên vệ sĩ này sử dụng cái vũ khí của ông ta. Rồi mình sẽ chạy ra. Đó, cắt sao cho cái cậu bé này rơi không trúng vào những cái gai này. Cái bẫy gai. Cửa sau. Wow, lại có một thằng bạn học cùng lớp mình nè. Cái thằng này nó chuyên gia nó chép bài của mình. Mình chuyên gia chép bài của nó. Mình sẽ cho nó trốn ra trước này. Mình sẽ cho cái quả bom này. Quả bom này nó rơi lổ cái bẫy này. Ok, đó. Và bắt đầu mình chạy xuống. Wow, nhảy cao như thế này mà không bị làm sao chân. No Thanh, ta không thể với skin của mày đâu. Hai tên vệ sĩ luôn. Một tên sẽ bị cái cưa nó chém. Đó. Ui. Trời ơi, trời ơi. Cái cưa nó chém luôn cả mình rồi. Lại, mình sẽ cho cái quả bom này nó lổ chết tên vệ sĩ này đi. Sau đó cho cái cưa này. Đó, mình nhảy xuống, nhảy xuống. Ôi, phải nhanh tay như thế bạn phải cắt. Tiếp tục. Có con chó này. Con chó này sẽ, mình sẽ cho con chó nhảy sang cái tên vệ sĩ này các bạn ơi. Đó, cắt cái, cắt cái đòn bẩy. Đòn bẩy là xoa. Ủa. Cái tên vệ sĩ này cầm cái gì các bạn ơi? Như kiểu là cầm súng ý. Thôi kệ đi. Mình sẽ cắt cái quả này cho nó rơi đi. Đó, và cắt cái cậu bé này sẽ nhảy. Ủa.
Nhầm. Mình nhầm bạn ơi. Mình nhầm nhá. Sorry. Cắt cái đòn bẩy này. Đòn bẩy là so. Đó. Bắn con chó. Thấy chưa? Và cắt cái bẫy này. Đó. Cắt cái bột nhỏ đấy. Rồi chúng tên bác sĩ. Đó. Rồi cắt cậu bé. Nhảy qua. Đó. Yes. Lúc đấy mình tính hơi bị nhầm một chút xíu. Wow, có khẩu đại bác này. Khẩu đại bác này thì mình sẽ cắt khẩu đại bác xuống cho bắn tên bác sĩ này. Đó. Wait. À, sau mình sẽ cắt quả bom này rơi xuống này. Bùm. Thôi xong rồi. Cái quả đại bác này nó không bị làm sao này. Bây giờ mình nhảy xuống là mình toi luôn trời. À, biết ngay mà thôi. Tính lại cái. Đây, cho cái đại bác này. Ua. Đây là mình sẽ cắt cái đại bác. Đó, và cắt quả bom lổ đây xong rồi. Đại bác. Mình lại tính nhầm rồi. Lại các bạn ơi. Cắt quả bom này rơi xuống trước này. Đó. Cắt đại bác này, bắn. Bùm đấy, bởi vì là cái quả đại bác này nó chưa rơi xuống, nó mới ở trên không trung thôi mà nó là bắn chết cái tên đại sĩ rồi. Cắt đại bác xuống và cắt cậu bé xuống. Một nhát sụp. Em trai của mình đã trốn thoát ra khỏi ngôi nhà này. Tiếp tục. Wow, có số nước này dập lửa. Đó. Cái này dễ. Tiếp tục qua màn. Mà này dễ đọc. Sẽ dã man luôn. Lại cắt số nước chảy xuống này. Đó. Ui trời ơi. Mà này dễ dã man luôn ý. Lại qua màn rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Có tên vệ sĩ này và có cả lửa này. Thì mình sẽ cắt. Cắt cái tấm bán này đi. Xem cái tên vệ sĩ này nó sẽ làm gì nào. Ủa. Bị ngu à. Tự nhiên đang đứng rất bình thường chạy vào đông lửa. Định làm cái món này vệ sĩ quay à. Dập lửa này. Wow. Lò vỡ trượt may quá. Lửa vẫn tắt. Ok. Wow. Màu bắn. Yeah. Wow, được skin này. Skin này nhìn như kiểu là ninja rùa ấy. Ninja rùa. Không thèm skin này. Có quả bom này. Mình sẽ cho cái quả bom này lổ cái tấm ván này đi. Đó. Và cắt số lớp. Đó. Này kia em chơi rồi. Đầu thanh. Mình sẽ cắt cho tên vệ sĩ này chạy vào đống lửa. Mấy cái tên vệ sĩ này kiểu như bị mù ý. Cắt phát rơi đúng một cái đống lửa luôn. Ôi thế này. Wow, chết đi xì luôn đi. Đây, đó. Trượt xuống và vào đống lửa tắt luôn. Bây giờ mình sẽ trốn thoát ra của anh ngồi nhà. Tiếp tục. Con đồ ngũ trời ơi. Mình giết động vật hoang dã các bạn ơi. Nhưng mà mình mà không giết nó thì nó lại ăn thịt của mình. Cửa sau. Wow. Con hổ với con gấu đánh nhau thì con nào sẽ thắng? Các bạn comment cho mình biết đi. Con hổ với con gấu đánh nhau thì con nào sẽ thắng? 5 giây nhá. 5 4 3 2 1. Bắt đầu xem kết quả các bạn ơi. Sẽ cắt cái dây này. Oách. Con hổ chiến thắng. Các bạn nào mà comment là con hổ thì các bạn này đã win chiến thắng đấy nhá. Các bạn này đúng. Và bây giờ mình sẽ cho cái quả này rơi trúng con hổ này đấy. Từ nhá, nó chạy ra ngoài rồi. Đó, cắt xuống. Thoát ra ngoài thôi các bạn ơi. Mình mà không giết con hổ là con hổ nó lại giết mình thế thôi. Cửa sau. Lại cái bạn này nè. Bài đặt đang đi học lại còn để dâu. Chị ơi. Cứ làm như là một mình. Cái thằng này có dâu không bằng ấy. Mình sẽ cứu nó ra trước này. Và cho quả bom này rơi vào con cá sấu đấy. Mình hơi bị rộn các bạn ơi. Lại. Cắt cái tên này ra trước này. Đó. Các bạn ơi căn nha. Để nó đúng nơi ít thôi thì mình sẽ cắt. Đó, ok, yes. Cắt nó ra. Và bây giờ trốn thoát ra khỏi nhà. Ok. Mình không thèm cái skin này xấu lắm.
con gấu với con hổ này nó đều thích ăn đùi này các bạn ơi. Phải làm thế nào ta? Đây, yes, chạy xuống. Con hổ này nó bắt mình làm cái đùi thì các bạn chết cả. Có con cá sấu này. Oh, con cá sấu với con hổ, con nào đánh nhau thắng thì bạn nhớ comment để cho mình biết nha. Nào, 5 giây tiếp tục. 5 4 3 2 1. Bắt đầu xem kết quả. Mình sẽ đợi con hổ nó đi ra đã. Đó, bây giờ con hổ nó sẽ đi xuống này. Ok. Con hổ nó vẫn thắng các bạn ơi. Chứng tỏ là con hổ là vua của rừng xanh. Bây giờ mình sẽ phải cho quả bom này rơi trúng con hổ các bạn ơi. Từ 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 nhá, để con hổ nó đi sang đây đã. Đó, mày đi. Vua đến đâu thì vua, nhưng mà vẫn thua mình các bạn ơi. Ok, tiếp tục. Wow, màn này có hai tên vệ sĩ và có rất là nhiều bẫy. Nói chung là cái màn này nó rất là rắc rối luôn. Mình sẽ cắt cho cái con hổ nó rơi xuống trước đi. Đây, đó. Wow, súng bắn hổ không làm sao luôn. Đây, mình sẽ cắt cái bẫy này. Wow, trời, cái bẫy nó rơi đẹp đẹp con hổ luôn này. Mình vẫn thoát ra ngoài được nè. Tiếp tục các bạn ơi. Wow, cái tên vệ sĩ này ném bom. Ném bom đi, kiểu nó phi bài, kiểu nó phát tiền đấy. Này thì này, ném đi. Cho cái quả gân rơi trúng đầu, ném bằng niềm tin. Yeah, tiếp tục. Ui, cái bọn vệ sĩ này bây giờ nó bị ngáo ra mà nó cứ ném bom liên. Ui, bom nó nhặt được à? Nào, cho mày rơi xuống đây này. À, đúng rồi, xong cái tên vệ sĩ này ném bom vào nổ hết những cái bẫy này, cho quả gân rơi xuống. Đó, yeah. Cắt cho cậu bé rơi xuống này. Yeah, sang màn 110. Wow, mình sẽ cắt cho cái tên vệ sĩ này rơi xuống. Đấy, ném bom. Ném bom vào con. Wow, ném bom vào con cá sấu nhìn dã man nhỉ. Vào cho cậu bom này rơi trúng đầu. Đấy, gậy ông đập lưng ông. Ném bom bừa bãi thì bây giờ mình lại cho bom nó rơi trúng đầu thế thôi. Và bây giờ mình lại trốn ra ngoài các bạn ơi. Ok, và cái thời lượng video là cũng đã dài rồi, nên là mình sẽ kết thúc ở cái màn 110 nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những cái màn tiếp theo. Ok, bye bye.